的号码。你的手机号是多少？我的手机号是136-1847-2834。等一下，可以借一下你的笔吗？我写一下。可以。谢谢。我的手机号是136-1847-2834。你慢一点。136-1847-2834。好，我明天给你打电话。那我明天给他呀。美金，我明天可以给你打电话吗？可以。可是我没有你的电话号码，你的手机号是多少？我的手机号是136-1847-2834。等一下，可以借一下你的笔吗？我写一下。可以。谢谢。我的手机号是136-1847-2834。你慢一点。136-1847-2834。好，我明天给你打电话。那我念什么？1847，对不？你摸着那号了？哪个老师呢？美心老师。那我明天就过来把你的门口删了。我得就交费一票。有吗？对。走，这个走。说的还没来，不多来。对，等一下，二三楼。对。二三楼，说的还没来，对。bạn nói chậm một chút, may điểm ở đây sẽ là mang ý nghĩa là bạn nói chậm một chút nhá. Rồi trong cái này phần này chỉ có giải thích một chút về cái phần bài khóa. Cái câu thứ hai là có thể, đúng không? Đối với trong khẩu ngữ thì mình sẽ nói là có thể à, nhá. Trong này mình đang là theo cái kiểu là văn công đang trả lời theo kiểu trong hội thoại mẫu, được chưa? Đây là hội thoại mẫu. Thì trong những bài khóa tiếp theo, những trường hợp nào mà nói như nào thì chị sẽ giải thích thêm nhá. Ở đây mình sẽ nói là thì có gì à, được chưa? Thì có gì à nhá. Rồi hai người đọc cuộc thoại nào, ai đọc xong thì làm bài ở trước phần cuộc thoại nhá. Có hai phần này, một bài tích và một bài trả lời câu hỏi ạ. Rồi có với Dung à, Dương với cả xin lỗi Dung. Rồi đây ạ, có hai phần bài đọc bài đấy ạ. Bài trước bài khóa đấy ạ, làm bài phần đấy trước nhá. Rồi đọc đi nào. Mời chị, của mình kia có gì kế nghị cả tiên hoa. Có gì? Khờ sư, của mấy đầu mình cơ tiên hoa, hoa mà. Mình cơ sống chi hao sư tua sao? Tua sao? Của tôi, sống chi hao sư... Chào... Chào... Chào sa liệu. Chào ba... Chú lệ si ơ ba sang chú. Rồi. Đợi ý xem. Cứ ý xem. Xa ý xem. Đợi ý xem. À, cứ ý xem ý xem. Mình đợi bị mắc. Của bố xem ý xem. Ờ, bố xem ý xem. Ờ, xin chào. Mới đợi sở chí hào sơ. Chào san liệu. Chào ba. Sự chí. Chí. 2 2 8 3 4, rồi. Mình mang đi kìa. Chào, chào 3 6. Chào 3 Yào 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 3 Yào 3 6 Yào 3 4 7 2 3 3 4 Khác không? Khi đọc không khác em đọc không? Chứ khi đọc không bình thường không mà. Rồi. Cố gắng nào. Hảo. Mình sẽ kể đi điện thoại. Rồi tiếp theo nào, hai bạn tiếp theo nào. Có thể. 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 Có thể
机号是多少？我的手机号是13618414G 284484434。3434十了没到位，十到位。等一下，可以接一下你的笔吗？我想一下，可以。谢谢。我的手机号是136184744到位。2834。186184G 2834到位。好，我先给你。我今天过来就是找你，我给大家就说我给大家说，心中说我爱你呢，帅哥了，然后他公开给说我爱你，你两下我加我心中的，那我接下来哦，妈呀，亲妈呀，爱我吧，亚当。美静，我明天可以。给你打电话吗？给你，我明天给你打电话吗？哪来的？我可以给你打电话吗？美清，我明天可以给你打电话吗？来呢？美清，我明天可以给你打电话吗？收尾。可以。可是我没有你的电话号码，你的手机号是多少？我的手机号是13618411184G2834。那哎呦，你到底给我买哪呢？我的手机号连我买哪是？我哪敢这么出来？186184G2834，来来。我的手机手，我的手机号是13618184G2834。懂了，等一下，可以借一下你的笔吗？我写一下。可以。谢谢。我的。手机号是13618184G2834。好，我明天给你打电话。那我那位朋友，后边啊，田中现在要给美金打电话，来把他讲，如何下呀？坐，什么？坐，必须要坐，坐哪？给你妈。那位，后边啊，现在嘛，你妈呢？后边讲哪？田中不知道美金的电话号码。对，如果我比较好说的话嘛，我这边呢，美金没有笔，做阿弥两个没有笔嘞，严重的喂，美金，我明天可以。美金啊，下了。美金，知道严重的手机号，做的喂，我做他呀，我讲了，可是他不会讲了，够了。田中明天想做什么呢？田中明天想给你打电话。给你呀、啊？给我？给美金打电话。哦，老魏，那美金的电话号码是多少？杨总长，要准不准啊？美金的电话号码是136184G4G。老魏。2828834。那位，这边呢？香港田中想借什么？想借什么？
各位小谢弟，各位田中有没有？有啊，没有给母亲自己的电话号码。假了假勾，我没有呢。假了先嘛没有了，我有。假了先不就丢别我，我原来的主播饼干呢？田中没有给美金，美金美金自己的电话号码。那我没有为了先嘛，没问个字嘞。哦，没问的状态，为了先嘞，给我操，我给不呢？đưa cho người khác không kể nó đúng là học là kể là đưa nhưng mà của cái gì ý tớ tí được chưa thêm một hai câu chữ một chữ hai chữ thôi là đã ok ngay nhá rồi mình xem qua bài về nhà của bạn nhà nhá mình mua bạn nhà đã làm bài về nhà nên mình sẽ chữa bài về nhà của bạn nhà để lấy kinh nghiệm của chúng ta về đặt câu nhá. Nhà nó bây giờ cái bài của em làm sao mà em share cho anh Vương và Trang cùng đọc được bây giờ? Anh ơi, cho anh số điện thoại của anh gửi Zalo cho anh được không ạ? 0334 0334 ạ? 264 264 ạ? 666 nó còn một chút ạ? Đúng rồi, anh đã xếp nhỉ? Để em gửi luôn cho anh. Chào đến không? Trang là 0973 0973 546 49 năm, ok. Rồi mọi người nhìn vào bài nhà của nhà nhá. Để mà có thể sau yêu cầu mọi người phải gửi về nhà luôn nhá. Để hôm nay chúng tôi gửi thêm một file nữa đấy. Tên Zalo của anh là gì? Đặt mua một đến chào, ok ạ. Cao đấy. Đây là về nhà của nhà này, cả lớp nhìn vào điện thoại nhá. Dương mở cho Dương ơi. Rồi. Ở đây mình cùng chữa nhá. Tha nấu dùng hoa nhỉ cân trung của rắn léo phiên đúng không ạ? Đúng rồi, anh ấy có thể nói chuyện với tiêu Trung Quốc. Dùng là bằng nhá. Đúng không ạ? Mình vừa học là nói chuyện với người Trung Quốc bằng tiếng Trung đúng không ạ? Rồi, câu tiếp theo nào. Quả nấu khứa nỉ y chỉ trong Trung Quốc cơ đúng không ạ? Con này có đúng không ạ? Nhưng con này có đúng không ạ? Hứa có đúng không ạ? Cấu trúc ở đây là gì ạ? Cân đúng không ạ? A cân B y chỉ đúng không ạ? Vậy câu này sẽ phải sửa là gì? Dung sửa nào? Của nấng cân nỉ vẫn nấng nhá, vẫn giữ nguyên cấu trúc đã là nấng. Của nấng cân nỉ y chỉ trong Trung Quốc cơ, tôi có thể cùng với bạn hát bài hát tiếng Trung đúng không ạ? Anh không biết từ vựng này không ạ? Trong và cơ biết không ạ? Trong là hát, cơ là bài hát ạ. Tiếp theo nào, của nấng chào nỉ khứa nỉ đỡ mê mê yếu yếu được, con này dùng và được không ạ? Tôi có thể dạy bạn và em gái của bạn bơi được chưa? Tiếp theo là thứ hai, có thể xin quả, tôi có thể chính đi hương cà phê mà được không ạ? Được, hôm nay tôi có thể mời bạn uống cà phê được không? Câu tiếp theo, tôi có thể chia lì tờ tự hình chơ ý xào mà câu này được không ạ? Rồi, con này đúng không ạ? Tiếp theo là của chi thiên khởi giáo tiện chu pha ma. Hôm nay tôi, anh ơi, có đọc được chữ không ạ? Mình có những cái từ chu pha là xuất phát. Chu pha, từ này cũng chưa học, bây giờ bạn ấy tự viết vào lớp nào. Em sẽ giải thích nhé, chu pha là xuất phát nhé. Chu là chu suy ra ngoài, pha là phát. Rồi câu tiếp theo nào, you dùng đọc nào, dùng đọc câu dùng nào, của you trung vấn cân của cân của đâu,
你把这个留着呢。对，我又说我得为啥咯？为啥不让买别人咯？你别这个牛哦，我不让买别人了吗？rồi tôi làm sao tôi nói chuyện với bạn của tôi bằng tiếng Trung. Tiếp theo là nhà đọc cô đấy nào. Tôi dùng chuyện bị giữa tiếng Anh, Trung Văn và Việt Nam bị. Rồi nghĩa là tôi biết tiếng Trung, tôi biết tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt bằng cũng chỉ được chưa? Mỗi ngày tôi dùng tự hành xe 去上课，上课，大姐，我爱对，你好，你好，谢谢你啊，不过，你快点走，这个走路，我们现在开始来，你好，爸爸，谢谢你啊，走，接了，然后这样搞不了。今天上午我借给他一本书。走，过来，有没有问题呢？他借给我的朋友一辆摩托车的哦。Rồi, câu tiếp theo là mở đi chia cái của y bản khoa chiến. Rồi, cái phần này không có gì sai cả. Tiếp theo nào. Phần khóa đi sao? Mặc đọc nào. Chúa thiên chào. Rồi, của khái cái mẩy mây sang mạng khoa chiến. Câu này có sai không? Của hộ khoán, hộ khoán cái mẩy mây sang mạng khoa chiến. Câu này đúng rồi đúng không? Rồi Dương đọc câu tiếp theo nào. Tha khoán kế của Ý liang Tự hành xe xe đạp không? Rồi, anh ấy trả cho tôi một chiếc xe đạp. Rồi, anh ơi, đọc cho em cô bé của khoán đấy. Và của dạ. Của trai thu su quản rồi khoán tha y bẩn xứ điện. Rồi tiếp theo dung đọc đấy nào. Đấy, đọc tiếp nào. Của trai thu su quản khoán tha y bẩn xứ điện. Câu này có sai không ạ? Sai đúng không ạ? Khoán mình học cấu trúc là khoán cậy đúng không ạ? A khoán cậy B cái gì ở đây bị thiếu cậy đúng không? Ở đây sẽ phải là của trại thú su quản khoán cậy tha y bẩn xứ điển nhá, được chưa? Thiếu cậy nhá. Rồi tiếp theo là tả tiêu hoa chi nhớ của mấy thiên của tôi cậy ma mà tả tiêu hoa rồi đúng rồi này. Mỗi ngày tôi đều gọi điện cho mẹ tôi chi quản chiếu điển. Tha kế của đã điện thoại. Làm sao? 9 giờ tối nay anh ấy gọi điện cho tôi đúng không? Xin giải của cái thống yêu đã điện thoại. Tôi đang gọi điện cho bạn tôi này. Rồi thính điện thoại. Thính điện thoại là sao? Của giải thính chính lý tờ điện thoại. Đứng của ý xa. Tôi đang nghe điện thoại của giám đốc. Đúng không ạ? Đợi tôi một chút. Giám đốc điện thoại. Được không? 我在图书馆听妈妈的电话，对吗？多咩？电话给咩多？哦，对。这，我在学校听妹妹的电话，对吗？喏，大家可以用。bây giờ mình cứ cố gắng đặt câu ra, thì mình đặt ra thì mình mới ra được câu chứ, đúng chưa? Rồi, 一下呢？慢慢呢？扫一下。我学习，我学习汉语。完了。接下来，天一下阳了，快下雨了。不等呢，不等一下呀。trời， 那是用câu khác， hay là câu này không được。我先介绍一下，这是王老师刘东啊。先聊一聊刘展念呢。恭喜昨天我住对了，得找我呢。可是我今天生病了，可是我还是想
上学不中风啊？过来个中风，还是个这样，好，还是的啊。黑的，出来，还是了黑的，哎，你过来黑的，哎，你来摸来黑的摸边，你怎么还是？因为我这边亮出了还是了，塞，啊，来这里啊，我今天生病了，可是我还想上学来着，还没来，怎么样？不过还是了黑的，哦，塞呀，哪里塞哪里，对。这边呢，我这边呢，春，夏天，夏天快到了，我黑我黑到了，可是呢，我是还，可是我还感到啊，感到了没？那够过来，叫咱们家务务，过来讲讲给他公主读。感到，我还觉得了。就你们两个感回来了，对不？你们拿了觉得就过来教我，对不？你刚给那下得了，对吗？感觉，感觉，好吧，觉得，你可不就感到，好了呀？可是，嗯，咋不念了？那我这样不念了，念了的，就感觉，感觉觉得那毛病感觉不一样，别人就感到感觉。cho nên họ khi trong cuốn nó sẽ ra của thế nhưng mà trong cái từ về cái thần thần lạnh này thì hay dùng là cả chuế hoặc là chuế tờ như thế là dùng nó chuế chuế tờ thôi chuế tờ hoặc là cả chuế ạ ít khi chị thường xuyên là gần như là không nghe từ cả tờ cái từ đấy nó ở trong cuốn nó cái kiểu nó hay dùng trong cái văn viết đó nên mình hay sử dụng những cái gì cũng đúng nhất đó thế nào là trên thiên chi khẩn lợi của sự của hái của hái giáo giáo chỉ truy bảo thủ đúng không? Không có khái sư nhá. Rồi mình dùng từ của khái đấy nhá. Tôi vẫn phải đến đấy nhá. Rồi cả lớp ơi, hôm nay mình đã quá 10 phút rồi. Của học hôm nay mình đã ôn lại từ vựng của bài trước và mình có giao tiếp thêm một phần nữa. Cả lớp mình có điều gì không hiểu đúng không ạ? Cả lớp ơi, có gì không hiểu đúng không ạ? Ôi, về nhà những ai chưa hoàn thành phần đặt câu với các cấu trúc thì hoàn thành tiếp nhá. Ngoài ra sẽ có file bài về nhà gửi cho cả lớp.